Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định đại chiến Anh-Đức vòng 1/8 Euro 2021, báo chí Anh run rẩy, người Đức dửng dưng. Báo chí Anh thật sự bị sốc khi biết rằng đối thủ của họ ở vòng 1/8 Euro 2021 là đội tuyển Đức. Trong khi đó, người Đức lại không mấy e ngại khi phải đối đầu với Tam Sư. Trong mọi hoàn cảnh, màn so kè giữa hai ông lớn của bóng đá châu Âu, giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Anh là màn đọ sức kinh điển của bóng đá thế giới. Và tại vòng 1/8 Euro 2021 tới đây, hai gã khổng lồ này sẽ có dịp gặp nhau tại một giải đấu lớn chính thức kể từ vòng 1/8 World Cup 2010. Trận đấu thuộc vòng knockout Euro 2021 sẽ diễn ra lúc 23 giờ ngày 29 tháng 6. Cách đây 11 năm, Đức thắng Anh 4-1, nhưng ân oán để lại bàn thắng bị tước đoạt của Fenerbahce. Và ngay lập tức kỷ niệm này được báo chí Anh nhắc lại khi biết rằng đối thủ sắp tới của họ là người Đức. Ký giả nổi tiếng viết trên tờ Daily Mail rằng đây là thời khắc thật sự, là lúc để kiểm chứng sức mạnh và tham vọng lớn lao của đội tuyển Anh. Đánh bại đối thủ số 1 của mình, đó là điều đội bóng của huấn luyện viên đội tuyển Anh cần làm nếu muốn chạm tay đến chức vô địch Euro 2021. Trong khi đó, tờ The Sun tin rằng đội tuyển Anh có đầy đủ lợi thế để quật ngã đội tuyển Đức. Lý do bởi Tam Sư được chơi trên sân nhà Wembley, nơi đoàn quân áo trắng đã bất bại 8 trận gần nhất. Đội gần nhất đánh bại được đội tuyển Anh trên sân Wembley là đội tuyển Đan Mạch, diễn ra ngày 15 tháng 10 năm 2020. Trong khi đó, tờ Guardian đã tính xa mơ về trận chung kết Euro 2021. Do rơi vào nhánh đấu dễ thở, đội tuyển Đức là đối thủ lớn nhất của đội tuyển Anh trong nhánh đấu này. Nếu vượt qua đội tuyển Đức, người Anh sẽ chỉ phải gặp hoặc Thụy Điển hoặc Ukraine ở tứ kết. Ở bán kết tối đa thì Anh cũng chỉ phải gặp Hà Lan, ngoài ra còn có thể là Cộng hòa Séc, Siêu Quèo hoặc Đan Mạch. Vậy nên bây giờ hoặc không bao giờ, người Anh cần tận dụng cơ hội này. Trái ngược với kịch bản khó lường mà báo chí Anh đã vạch ra, báo chí Đức lại tỏ ra lãnh đạm dù sắp tới đội bóng quốc gia này phải đụng độ là Tam Sư. Tờ Bild tin rằng rất sớm thôi, đội tuyển Đức sẽ cho thấy bản lĩnh khi hòa Hungary 2-2, giành tấm vé dự vòng 1/8 Euro 2021. Tờ Bild khẳng định một khi đoàn quân trẻ của huấn luyện viên Joachim Löw trở lại chính mình, họ sẽ không e ngại đội tuyển Anh hay bất cứ đối thủ nào đi chăng nữa. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép được khép lại. Xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ đồng hành trên kênh Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.